Thưa quý vị, từ nhiều năm trước khi mà giá mía bắt đầu lao dốc thì nông dân thua lỗ, hàng nghìn hộ dân ở các vùng chuyên canh mía của tỉnh Long An đã phải tìm hướng chuyển đổi sang cây trồng khác. Và nay thì việc chuyển đổi sang trồng chanh và mãng cầu đã đem lại lợi nhuận kinh tế cao gấp nhiều lần so với cây lúa, ghi nhận của phóng viên thời sự. Cách đây 6 năm, ông Nguyễn Hữu Tâm đã làm liều chuyển đổi toàn bộ 3 hectare đất mía sang trồng chanh và mãng cầu Thái. Cây mía thì nó bấp bênh quá, thấy coi như là nó giá rẻ nữa, đánh chữ lường coi như không có đúng, cho chữ thấp quá bà con ta lỗ. Điệp khúc được mùa mất giá cũng khiến vùng mía xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ lao đao, buộc phải tự mày mò, suy tính, thử nghiệm với nhiều loại cây trồng khác để tìm hướng chuyển đổi bền vững. Từ cây mía sang cây chanh, rồi cây đu đủ, nói chung là các cái hoa màu, sản phẩm khác mà bà con ta cũng dựa vào theo cái thị trường mà người ta làm thôi, để tạo điều kiện sự sống của gia đình. Ông Nguyễn Văn Đồng là một trong những hộ dân tiên phong mang cây chanh không hạt về trồng thử nghiệm trên vùng đất Bình Hòa Nam. Đất không phụ người, cây chanh vừa đạt sản lượng, vừa bán được giá, với thu nhập mỗi năm gần 250 triệu hecta, cao gấp 6 đến 8 lần trồng mía. Nhà nước quan tâm rồi kinh kệ mương gió rồi thông phương rồi thành ra rồi từ chỗ đó rồi bà con phát triển cây chanh nhiều hơn. Hiện toàn tỉnh Long An chỉ còn chưa đến 2.200 hecta mía, trong đó có hàng trăm hecta mía bị bỏ hoang, làm lãng phí rất lớn quỹ đất nông nghiệp. Ngành mía đường đang rơi vào khủng hoảng, diện tích mía dự báo sẽ bị xóa sổ trên đất Long An trong thời gian rất gần. Vì vậy, việc chọn cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, năng lực sản xuất của nông dân, hạ tầng kỹ thuật phục vụ canh tác và thị trường đầu ra của sản phẩm là việc cấp thiết và không thể thiếu sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ngành chuyên môn của địa phương. Thưa quý vị, hiện nay thì bà con nông dân các tỉnh Tây Nguyên đã bắt đầu bước vào vụ thu hoạch mía niên vụ 2019-2020. Do ảnh hưởng của nắng hạn vào đầu năm đã làm cho cây mía giảm mạnh năng suất, sản lượng. Đến thời điểm này, dù phía doanh nghiệp đã có những hỗ trợ, song người nông dân thì vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Có những hộ năng suất mía thu được giảm chỉ còn một nửa. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 12, nhà máy đường An Khê chính thức bước vào vụ ép 2019-2020, chậm hơn 2 tuần so với vụ ép năm ngoái. Do nguyên liệu không có, nên hiện mới chỉ tiến hành ép khoảng 6.000 tấn mía cây một ngày, bằng 1/3 so với tổng công suất của nhà máy. Để đồng hành cùng với nông dân trồng mía, nhà máy đường An Khê đã triển khai các chính sách hỗ trợ từ giá thu mua đến chính sách đầu tư. Tuy nhiên, dù giá thu mua cao hơn năm ngoái, song đầu vụ mía khó đạt được 10 chữ đường. Mặt khác, năng suất giảm mạnh nên với mức hỗ trợ của nhà máy, người nông dân vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Và điều khiến người trồng mía lo lắng nữa là vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, Hiệp định Thương mại Hàng hóa ATIGA có hiệu lực, dự báo sẽ làm cho ngành mía đường gặp nhiều khó khăn.